Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi một cửa hàng massage chân ở thành phố Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang bất ngờ bốc cháy vào 17h26 phút ngày 5 tháng 2. Hình ảnh trên trang Weibo của tờ Sina cho thấy cửa hàng massage bị nhấn chìm trong lửa khiến nhiều người buộc phải nhảy ra khỏi cửa sổ.